chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Thủ Thừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An khóa 8. Thành phố Tân An tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào có đạo. Tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa hè thu ở huyện Vĩnh Hưng. Thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Sau cùng sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An khóa 8 về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Qua 10 năm triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thủ Thừa, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đối với vị trí vai trò của mặt trận đoàn thể. Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi tổ hội được đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng. Đến nay, có 61 trên 61 ấp khu phố có chi đoàn chi hội, ban công tác mặt trận. Số đoàn viên hội viên sinh hoạt thường xuyên là 23.148 đoàn viên hội viên, đạt 95%. Có 91% tỷ lệ chi đoàn chi hội chủ động sinh hoạt. Các phong trào nhà nước và nhân dân cũng được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm vận động để xây dựng kết cấu hạ tầng như cầu, đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, xây dựng 139 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 102 căn, xây dựng 182 và sửa chữa 16 căn nhà tình thương, 235 căn nhà đại đoàn kết, thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 13 tỷ 700 triệu đồng. Hoạt động về nguồn trong 5 năm qua là phong trào được đánh giá cao trong việc quy động các nguồn lực trong và ngoài huyện. Kết quả đã quy động 76 tỷ 176 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 23 tỷ 835 triệu đồng, góp phần rất lớn vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện đề án 137, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến xã phường trên địa bàn thành phố Tân An đã tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào có đạo bằng nhiều hình thức đa dạng như tập huấn, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trực quan, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi tổ hội. Nội dung tuyên truyền cũng được truyền tải phong phú, phù hợp với từng đối tượng về các văn bản quy phạm pháp luật thiết thực có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Qua 3 năm thực hiện đề án 137, thành phố đã tổ chức hơn 4.300 cuộc tuyên truyền, nói chuyện, hội thảo, hội thi, thu hút hơn 108.000 lượt người dự, với kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ công chức và nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào có đạo được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm pháp luật giảm, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững ổn định. Thời gian tới, thành phố Tân An tiếp tục quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp thiết thực với cuộc sống và từng nhóm đối tượng. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty Điện lực Long An, Điện lực Đức Huệ tiến hành thi công công trình xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp khu vực thị trấn Đông Thành, xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Bắc và Bình Hòa Nam. Công trình có tổng chiều dài đường dây trung thế là 881m, đường dây hạ thế 4.182m và 7 trạm biến áp. Trong đó gồm có 5 trạm công suất 37,5 kV/A và 2 trạm 3 pha công suất 3x25 kV/A. Tổng vốn đầu tư công trình là hơn 2 tỷ 28 triệu đồng do Công ty Điện lực Long An làm chủ đầu tư, Điện lực Đức Huệ thiết kế và thi công trong thời gian 50 ngày. Dự kiến khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình sẽ phát huy hiệu quả cung cấp điện cho 588 hộ dân trên địa bàn các ấp khu phố như ấp 1 xã Bình Hòa Nam, ấp 1-2 xã Mỹ Thạnh Bắc, ấp Vinh xã Mỹ Thạnh Tây, ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông, ấp 1 xã Mỹ Quý Tây và khu phố 134 thị trấn Đông Thành. Hiện tại công trình đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, dựng trụ và đang trong giai đoạn kéo dây. Điện lực Đức Huệ tập trung triển khai thi công trên cơ sở tuân thủ thời gian, chất lượng và các quy định quy chế về đầu tư xây dựng điện hiện hành.
việc lắp đặt đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp không những đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất trên đường dây, mà còn đảm bảo sự an toàn và thuận lợi cho việc vận hành sửa chữa lưới điện của ngành điện Đức Huệ, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão như hiện nay. Tính đến nay, nông dân huyện Vĩnh Hưng đã thu hoạch được 12.000 hectare lúa hè thu, số diện tích còn lại đang giai đoạn làm đồng, trổ chính. Tuy nhiên, trong những ngày qua, do diễn biến phức tạp của thời tiết nên sâu bệnh đã tấn công các diện tích đồng trổ như sâu cuốn lá, trầy nâu, bệnh đạo ôn cổ bông. Trong đó, đợt trầy nâu tháng 7 năm 2016 nở nhiều đợt, bà con phun thuốc trừ trầy nâu kém hiệu quả do không tuân theo nguyên tắc 4 đúng, nguyên nhân do dùng bình bơm dòi quá mịn và không phun đúng nơi tập trung của trầy đạt hiệu quả không cao. Do đó, có một số diện tích bị cháy cục bộ từ 1 đến 5%. Theo dự báo của trạm bảo vệ thực vật, thì trầy nâu, trầy cánh trắng, nhện ché, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, bệnh chằn lá chín sớm và lem nếp hạt do nấm và vi khuẩn còn tiếp tục phát triển và gây hại. Bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và theo dõi các đối tượng trên để phun xịt ngay khi bệnh xuất hiện trên ruộng lúa, nhằm bảo vệ diện tích lúa hè thu năm 2016 đạt thắng lợi đến cuối vụ. Hội Đông y huyện Cần Đức hiện có 113 hội viên với 8 hội cơ sở trực thuộc. Các hội đông y ở các xã, các phòng chẩn trị chú trọng nghiên cứu, ứng dụng, kế thừa kết quả y học cổ truyền vào thực tiễn, có chọn lọc sáng tạo, duy trì các vườn thuốc nam đa dạng về chủng loại, tổ chức bảo tồn và phát huy các loại cây thuộc nhóm dược liệu quý hiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả cây thuốc nam trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát động trong lương y lương dược, duy trì viết bài thuốc hay, cây thuốc quý, tập hợp thành dẫn bài thuốc chữa trị cho nhân dân. Ngoài ra, hội viên trong hội đông y còn tích cực sưu tầm, khai thác, chế biến dược liệu và sử dụng dược liệu sạch, phát huy hiệu quả hoạt động phòng chẩn trị, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao y đức, hết lòng phục vụ bệnh nhân, thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh từ thiện. Nhờ vậy, số lượng bệnh nhân điều trị theo phương pháp y học cổ truyền ngày càng tăng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, hội đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 22.000 lượt người, hút trên 70.600 thang thuốc nam, thuốc bắc, châm cứu, dây bấm huyệt cho trên 16.800 lượt người, trị giá thành tiền trên 535 triệu đồng. Song song đó, hội đã tiến hành đại hội từ cơ sở đến cấp huyện, vận động các nhà hảo tâm xây dựng nơi làm việc cho hội cơ sở, qua đó củng cố tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị, khám chữa bệnh cho người dân. Hiện nay, huyện Đức Hòa được quy hoạch 10 khu và 10 cụm công nghiệp. Song song với việc phát triển sản xuất kinh doanh, huyện đặc biệt chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các khu cụm công nghiệp. Từ đầu năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng huyện đã tiến hành kiểm tra giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường ở các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các khu cụm công nghiệp. Trong đó kiểm tra về môi trường 25 đơn vị, lấy chất thải giám sát môi trường 7 trường hợp, xác nhận bảo vệ môi trường ở 20 doanh nghiệp. Huyện tập trung chỉ đạo giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại công ty Lê Nam, trang trại Trần Quỳnh, công ty Hoàng Vũ, các loại giết mổ gia súc gia cầm, trang trại chăn nuôi, cơ sở nấu nhôm làm muối. Cùng với việc quyết liệt giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường bằng các chế tài cần thiết, Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tự giữ gìn và bảo vệ môi trường ở khu vực mình sinh sống, nhất là chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi trên các trục lộ, vừa ô nhiễm vừa mất vẻ mỹ quan. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định phê duyệt và đang triển khai thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Với đề án này, hy vọng sẽ xóa bỏ các điểm đen về rác thải và đem lại bầu không khí trong lành, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường vừa triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên một số tuyến đường trong nội ô thị xã. Mô hình được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 sẽ lắp đặt 10 điểm camera giám sát an ninh trật tự ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường 1. Giai đoạn 2 tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí đã được xác định, đảm bảo phương châm phủ kín các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã. Giai đoạn 3 tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đồng thời trang bị thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần tra phối hợp thực hiện mô hình. Được biết, ngoài nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 350 triệu đồng, các xã phường còn trích từ quỹ an ninh quốc phòng và nguồn vận động xã hội hóa để thực hiện mô hình.
Việc triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự góp phần làm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự bảo vệ, giữ gìn tài sản cá nhân, động viên mọi người tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương. Hiện nay, tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 830C từ thị trấn Bến Lức đi các xã Thanh Phú, Tân Bủ xảy ra liên tục, trong đó có nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người. Qua tìm hiểu sơ bộ được biết, đa phần các vụ tai nạn đều có dấu hiệu vi phạm tốc độ. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng. Năm 2013, tỉnh lộ 830C được đầu tư nâng cấp mở rộng, mặt đường bằng phẳng, lưu lượng xe đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây tăng nhanh. Cũng chính vì vậy mà thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Bến Lức xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, 17 người chết, 16 người bị thương, thì trong đó có khoảng 30% các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến này. Ông Nguyễn Thành Kính, trưởng ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức cho biết. Thanh Hiệp chúng tôi có tuyến đường giao thông hương lộ 830C đi ngang, xe về thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và xe trong địa phương cũng rất đông, cũng có xảy ra nhiều cái trường hợp đã chết vì giao thông rồi. Thật ra tôi mới tuyên truyền, vận động bà con mình cảnh giác về tai nạn giao thông. Nhất là các em mà không chấp hành luật giao thông, mà đi xe không đội nón bảo hiểm, chạy lạng lách. Tôi có mời nguôi đó, mời về để mà răn đe, để mà giáo dục, để mà khuyến khích, để động viên tinh thần các em để giảm được cái tai nạn giao thông. Thời gian gần đây, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này, qua đó phát hiện nhiều lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, có rượu bia khi tham gia giao thông, không giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe giả. Trong đó, lỗi vi phạm tốc độ là phổ biến nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Tiếp sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 7 ước đạt 846,3 nghìn lượt người, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng có lượng khách quốc tế đến cao nhất kể từ đầu năm 2016, trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 17,8% so với tháng trước và tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ tương ứng tăng 49,4% và 14,2%, bằng đường biển tăng 31,3% và 51,8%. Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt trên 5,55 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng mạnh nhất 28,7%. Trong đó, lượng khách đến từ châu Á gần 4 triệu lượt người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Và hầu hết các thị trường chính, lượng khách đến từ châu Âu ước tăng 14,1% và khách đến từ châu Mỹ chỉ tăng 12,5%. Trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 344,5 nghìn lượt người, tăng 14,4%. Khách đến từ châu Úc đạt 219 nghìn lượt người, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khách đến từ Australia đạt 195,7 nghìn lượt người, tăng 6,6%. Khách đến từ châu Phi đạt 15,4 nghìn lượt người, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Séc Joe Vanet cho biết, giới chức Đức dự kiến sẽ trục xuất hàng trăm ngàn người di cư bất hợp pháp ra khỏi nước này, và những người di cư này có thể sẽ tràn sang các nước láng giềng, trong đó có Séc. Theo ông Joe Vanet, đây sẽ là mối đe dọa đối với an ninh của Séc, đặc biệt sau các vụ tấn công khủng bố liên tiếp thời gian gần đây tại Pháp và Đức. Liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, Bộ trưởng Jovanet khẳng định Séc sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ các mục tiêu mềm dễ bị tấn công khủng bố như các trung tâm mua sắm, các địa điểm du lịch và các nhà thờ. Theo đó, cảnh sát sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức các sự kiện, văn hóa xã hội, thể thao lớn để ngăn chặn các nguy cơ khủng bố, bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến trong tháng 9 tới, cảnh sát Séc sẽ tiến hành một số cuộc diễn tập chống khủng bố. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Séc Hanna Malai cho biết, nước này sẽ tiếp nhận 81 người di cư Syria đủ điều kiện từ các trại tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư. Lực lượng chức năng Séc sẽ tiến hành kiểm tra an ninh đối với những người tị nạn, theo danh sách cao quỹ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền gửi cho phía Séc cách đây 2 tuần. Quý khán giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.